Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ ăn mận xanh chấm muối nha các bạn. Rồi đây muối nè, đây tương ớt, đây sữa đặc. Thì mình chấm thử cái gia vị, cái hương vị nào mà nó thích hợp với mận xanh nha. Chừng này mận xanh thì mình mua khoảng 24 đô la. Đó, 24 đô la là khoảng hơn 500 ngàn tiền Việt Nam cho chừng này mận nha các bạn. Mận này của người Nhật nha, mình chưa bao giờ được nếm thử. Hôm nay sẽ thử và miêu tả mùi vị cho các bạn xem. Đây là cái bánh marshmallow. Đó, marshmallow cầu vòng. Hôm nay ho quá các bạn ơi. Ho nha. Ở đây là bánh trà xanh nhân đậu của người Nhật luôn các bạn. Cái hiệu bánh nó đâu rồi? Đây này. Cái hiệu bánh nó như thế này nè các bạn. Đó. Bánh nhân đậu phân qua Riyaki. Đó các bạn. Đây, nhìn rất là hấp dẫn. Rồi, bây giờ mình sẽ vô ngồi ăn thôi ha. Chào các bạn, ghé đến kênh lâu quá không làm cái gì chua chua ăn. Biết cái mận xanh này của Nhật á, có chua không các bạn? Lần đầu tiên mình mới thử đó. Giờ mình thử trái với tương ớt trước nha. Chơi nổi trội trội tí. Đang bị ho các bạn ơi. Biết chích thuốc ngừa về sao mà nó ho không biết à. Đó, ho. Cái này vừa đánh đờn mà vừa ăn mận xanh với tương ớt là hết sảy à. Ai? Mùi gì vậy ta? Wow, nó rất là chua mà nó đắng đắng, nó cay cay. Cay là vì tương ớt mà xung quanh cái cay á nó quấn thêm một cái chút mùi mận của Nhật nha. Nó lạ quá, mình chưa bao giờ biết cái mùi này, ngộ không biết có ngon không à. Mình ăn nó cay với nó đắng đắng chua quá, hoảng quá không biết bị ngon. Ăn lại lần thứ hai thử có ngon không nha. Nó giòn. Đắng. Chua. Có vị là lạ. Qua. Wow. Chấm tương ớt. Không biết mình đang ăn mận hay là ăn tương. Nó cái vị mận á nó còn là bay đi khoảng còn khoảng dính một chút xíu nơi cái đỉnh của số 0 là một chút xíu mùi thôi. Còn không để ý là sẽ không có mùi nha các bạn. Đó. Đây. Thôi bây giờ mình sẽ thử mình chấm muối nha. Muối thử xem có ngon không. Đây các bạn. Muối ớt Hàn Quốc chấm với mận. Wow. Đắng đắng. Vẫn là chua chua. Vẫn giòn 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 mà. Nó giòn hơn bánh tráng nè các bạn. Nó giòn lắm. Để ý ăn hơi lâu lâu thấy ngon à. Biết mật này người ta mua về để làm cái gì? Để ăn sống hay là để ngâm cái gì? Mà ăn có vẻ không phải là dành cho mình ăn sống đâu. Cái gì nấu nướng gì á. Nó chua nhăn đầu lưỡi luôn nha các bạn, không phải chua dừa đâu nha. Chua lắm á. Wow. Rất nhiều nè các bạn. Bạn nào ghé tới kênh mình làm ăn mặn chung nha. Có món gì dọn ra chua chua chung chung, ngọt ngọt chung chung, cay cay chung chung nha các bạn. Ngồi ăn chung cho nó vui. Cái này dành cho bà bầu là hết sảy nha. Bầu ăn khỏi phải nói. Hột cứng ngắc.
không giống trái gì hết trơn. Chua muốn lé mắt luôn, vừa chua vừa đắng vừa giòn, không có chút xíu ngọt nào hết. Cái vị nổi trội nhất là giòn và đắng chua, không có mùi, mùi rất là không có mùi thôi. Mùi là mùi gì để mình ngửi lại thử. Mùi chua chua mặn nè, lắc muối ớt hay là lắc mắm ruốc gì cũng ngon nha. Ai chà, đi nắng các bạn ăn cái trái này khỏi cần đeo mắt kính, nó nheo mắt vậy nè, khỏi đeo mắt kính nghe các bạn, chua quá. Trái này không biết chín nó ngon không, thôi mình chuyển qua chấm sữa đặc thử nha, thử có giảm độ chua không nha. Đó, năm 2021 tới đây mình chưa có ăn chua lần nào hết, hôm nay ăn cái mâm này quá chua nè. Được à, ngon, ngon lắm các bạn, cắn vô á nó bớt cái mùi đắng, bớt cái mùi chua, trộn chút xíu béo béo sữa sữa, đắng đắng chua chua, nó làm cho cái sữa của mình nè, sữa bò đó, tăng thêm vị đắng và vị chua. Wow, chấm sữa bò hết sảy các bạn ơi, chuyển cái ớt này vô lấy sữa bò chấm. Không ngờ trái chua cây da chua nha, nó hợp với sữa bò quá. Có duyên quá. Hết sảy à. Vậy à, cái món gì mà chua chấm sữa bò là nó ngon lắm nha các bạn. Càng ăn càng ngon nha. Ăn chập ê răng các bạn. Hết sữa nó chua quá. Tính ra vẫn không ngon bằng trái me trái cóc nha các bạn. Này nó có vị lạ đắng đắng. Nè. Chấm tương đi ha. Tương ớt. Tương ớt với sữa bò hợp hơn là chấm muối nha. Bạn này, bạn nào biết cái mận này dùng để làm cái gì? Chứ mình thấy ăn ăn mà đều dùng để ăn á, chấm muối á, chịu không nổi các bạn ơi. Nó không có ngon lắm. Nó đắng, nó chua, nó ít vị ha. Cái này chắc muối hay là lắc muối ớt hay lắc mắm ruốc, mắm nêm gì á chắc ngon á ha. Wow, thôi mình chuyển sang ăn bánh đi. Đây, bánh trà xanh của Nhật ở Mỹ nha các bạn. Tất cả những cái thức ăn của tất cả những cái nước ở trên thế giới đều có mặt ở đây hết. Mình muốn ăn gì thì mình đi chợ đó, muốn ăn món Nhật
thì đi chợ Hàn Quốc, còn muốn ăn món Campuchia thì đi chợ Lào nha các bạn. Ngược đời vậy đó. Chợ Hàn Quốc á, chuyên gia bán đồ Nhật, còn chợ Nhật á, mình vô á, là mình thấy bán toàn đồ Nhật nha các bạn, không có bán những cái đồ khác của nước Nhật. Chợ Lào nha các bạn, ngược đời vậy đó. Chợ Hàn Quốc á, chuyên gia bán đồ Nhật, còn chợ Nhật á, mình vô á, là mình thấy bán toàn đồ Nhật nha các bạn. Rồi trước mình tới chợ Nhật á, bữa nào mình đi review chợ Nhật cho các bạn xem nha. Chợ Nhật mọc lên ở Mỹ nha, còn này chợ Hàn Quốc mọc lên ở Mỹ nhưng bán đồ Nhật đó. Ăn nha các bạn, đây là cái bánh trà xanh, đánh bánh này không có mặt. Bánh này ăn vô là không có thấy in mặt của Doraemon nha các bạn. Đợt trước mình ăn cái bánh nó in cái mặt của Doraemon rất là đẹp, bây giờ nó không có in nhưng mà nó có trà xanh nha, rất là thơm. Mời các bạn cùng ăn. Wow, cái bánh bông lan nha các bạn, nó mềm, nó xốp, ở trong nó dẻo, đậu nha, nhưng đậu đỏ rất là dẻo, mịn, nằm chằng ngang giữa cái bánh dẻ, nó không nằm dọc nha các bạn, nằm ngang nha. Càng ăn càng thấy cái này có ly nước trà là hết sảy rồi. Ngon quá, thấy các bạn. Làm ra cái bánh này chắc cũng công phu lắm ha. Trà xanh rồi. Cái vị của nó giống như là vị trà xanh mà người ta sấy khô, trà xanh tươi á các bạn, mình hái lá xong mình vò mình ngửi, nó nghe mùi trà xanh nhưng mà không có đặc bằng cái bánh nha. Cái bánh giống như người ta tăng thêm cái hương của trà xanh á, chứ thiệt ra cái lá trà xanh á mình ngửi trực tiếp nó nghe mùi chát, nó không có thơm bằng cái những cái bánh. Ngon. Dạo này á, sáng sớm á, mình phải ra vườn nhiều á các bạn. Hôm nay mình trồng nhiều thứ mà mình làm nặng quá các bạn ơi, làm nặng quá giờ đau hết trơn tay chân rồi. Mình không làm thì không ai làm hết trơn, ông xã mình đi làm về trễ, cũng mệt kêu cũng ngủ luôn rồi. Cái một mình ôm hết việc. Sáng sớm vậy mở mắt ngày mờ mờ nhìn xuống cái vườn thấy hoa nở trắng, hoa táo, hoa lê, hoa mận, đủ thứ hoa rất là đẹp các bạn, chim chóc rồi bay tùm lum hết, mà mình nhìn thôi mình không có bước ra được, thôi việc ở trong nhà chưa xong không ra được, chưa có bao giờ ra sáng sớm mà để quay được cái video buổi sáng ở cái vườn nhà mình thử xem sao, thử xương nó đậm như thế nào, bữa nào cố gắng nha. Buổi tối mình sắp xếp đồ ăn sẵn, cái buổi sáng mình cho mấy đứa ăn xong mình phóng ra vườn chừng 7-8 giờ sáng mình quay thử nó làm sao nha. À, thỏ rừng rồi chim chóc rồi nó phi ở ngoài các bạn, mình ra rồi nó chạy đùi vậy, thấy vui lắm. Này chắc các bạn nào biết làm món gì comment cho mình biết cái mận của người Nhật á, mình nên làm món gì ngon ha các bạn. Thấy ăn khó ăn quá ha, chua quá, đắng quá. Rồi ăn xong cái vợ hai cái răng á, nó dở lên dở xuống giống như là giống như lấy đinh mà đấm vô răng á, nó e nha, cắn vô cái bánh nó e luôn cái chỗ cắn luôn. Ăn thêm cái bánh nữa các bạn. Bữa hôm mình ăn cái mâm ghẹ, các bạn yêu cầu rất là nhiều, bạn yêu cầu những món ăn nha. Mình có ghi lại hết rồi, bữa nào mình sẽ chọn một những cái món nào mà các bạn chọn mà mình cảm thấy mình thích ăn á, bắt đầu mình ra video nha, phục vụ cho các bạn đăng ký. Chị ơi ăn gì ta, ăn mắm chân đi, chị ơi ăn sườn nướng đại hàn đi, chị ơi làm gì đây, làm gỏi chân gà rút xương đi chị.
Rồi ăn cua hoàng đế đi, ăn ốc vòi voi đi, ăn đủ thứ đi. Yêu cầu quá chừng luôn các bạn ơi. Mà cái vườn nó quấn mình quá, mình làm nhiều việc quá cái không có kịp mà đi chợ. Bữa hôm đi chợ ráng đi mua con cua hoàng đế, đi đủ chợ không có. Các bạn biết chợ nào bán cua hoàng đế không? Đi khắp chợ luôn, không có chợ nào bán hết. Toàn những cua nhỏ nhỏ thôi mà. Mình về mình làm cua hoàng đế món gì ăn cho lạ lạ. Ăn bánh mê các bạn ơi. Mê mà không quên e răng các bạn. Mặn này các bạn để ý nha, ăn e răng lắm. Có mặn Việt Nam mình là ăn là mê nhất ha. Mình còn thích nhất là mặn đỏ Việt Nam, mặn trắng Việt Nam. Mình thích ha, ngửi cái bông mặn đó các bạn, nó thơm. Hồi trước á, mình ngồi cái mình ăn cái vị á, mình tả vị từng chi tiết một. Bây giờ cái tự nhiên cái cảm giác mà tả mùi vị của mình nó mất tiêu các bạn ơi. Chắc nó bay theo mây theo gió rồi sao á. Giờ mình ăn mình ngập vô. Vị là vị, lưỡi là lưỡi, răng là răng, nước miếng là nước miếng. Nó không có hòa vào để mình biết được cái vị, mình phân tích ra. Mà cách đây năm mình phân tích vị giỏi lắm nha các bạn. Dạo này tự nhiên cái vị mình á, cái nó trốn vô miệng mình luôn quá các bạn ơi. Nó không có nổi lên để cho mình tìm cái vị. Rảnh rảnh là mình tả mùi vị cho các bạn xem. Ví dụ như cái bánh này nghe chưa. Để thử mình thử lại xem thử cái năm 2020 mình tả mùi vị bây giờ mình còn đạt tiêu chuẩn tả mùi vị được nữa không. Vừa cắn vô cái bánh một cái là nó như cắn cái bánh vậy đó các bạn, nó sụng xuống cái nó bể ra. Mình vừa há miệng ra mình chuẩn bị cắn á, cái lực cắn nó chưa xuống á, thì cái lực của cái hương thơm của cái bánh trà xanh đó, nó đẩy cái răng mình không kịp cắn cho các bạn, nó đẩy. Nói chung là mình phải dùng cái răng mạnh lên một cái thì mới cắn đứt được cái bánh này. Hết hết chuẩn bị nè. Hết cái hương trà xanh nó rất là mạnh nha, không phải là nó làm cái lực đẩy cái răng, nhưng mà cái mũi mình á, mình ngửi được cái hương vị trà xanh nó làm cho cái răng mình nó khựng lại đó. Tức là mình cắn nhẹ nhàng hơn là mình cắn cục xương hay lát thịt heo hay lát thịt bò gì đó. Mình sẽ cắn với cái lực nó mạnh hơn, còn cái này là hương vị nó làm cho mình cắn nhẹ nhàng nha. Đó, ăn giống như con gái Huế vậy. Mình không phải người Huế nha các bạn. Mình người miền Trung. Miền Trung Quảng Nam, không phải là người người Huế, cũng ở gần Huế nhưng mà không, nhưng mà mình sinh ở trong Nam nha các bạn. Cha mẹ mình là gốc miền Trung. Đó. Mỗi lần á con người mình muốn bực bội lên, muốn chủ quán lên, muốn hung dữ lên thì mình nên tìm bánh bông lan ăn nha các bạn, để cho mình có thể nhẹ nhàng hơn. Chẳng lẽ lúc mình đang bực dọc mình la hét cái xong rồi cái ai mời mình cái bánh bông lan mình cắn thiệt mạnh thì cũng kỳ. Bánh bông lan có đời ai mà cắn mạnh bao giờ, phải cắn nhẹ nhàng thì nó mới ngon được đó. Nó như vậy đó, nó mới ngon, mới đúng phong cách. Càng ăn càng mê nha. Vị trà xanh á, nó lăn tăn, nó đậm trên cái đỉnh của cái bong bóng nổi ở trong cái bột bánh bông lan này các bạn. Mình cắn xuống một cái là nó tỏa hương ra từng cái chân răng một nha các bạn, rất là thơm mùi trà xanh. Còn mùi đậu đỏ thì không có mùi, chỉ nghe mùi đường ngọt và bở bở bùi bùi của mùi đậu thôi.
Còn cái hương trà xanh á, thì rất là trà xanh hương. Thơm. Tả đi đâu thì cũng dừng lại đây mà tả, rất là ngon. Thơm nha, bữa nào mình hái trà xanh tươi mà mình phơi lên xong rồi mình sắc, mình lấy cái tinh của tinh chất của trà xanh á, mình bỏ vô mình làm bánh thử được nha. Các bạn ơi, mật này nó có tác dụng trị ho sao? Nãy giờ mình ho sùng sục không? Mình ho mà giống như là mình hát một bản nhạc các bạn, mà nó ho giống như là mình đệm nhạc, mình đánh đàn cho cái bản nhạc đó luôn á. Ví dụ như mình hát là buồn thương ngày hôm qua mình hát thử một đoạn để mình quay phim á, mình hát cái bài buồn, nó chuẩn bị hát rồi nó ho ngộ ghê. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ dài, hơi nhiều quá không được. Buồn thương buồn thương chiếc áo năm đó, mỗi lần hát là nó ho. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ dài, chỉ hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa, biết người xa xưa, biết người xưa kia giấc biệt biệt ngộ vậy á, biết người xưa kia gặp không mới thương lòng chỉ hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hồ thủy chung hát nó ho các bạn ơi. Thôi mình ngưng tới đây, vừa hát mà vừa ho về là nó mới sặc, không hiểu sao á. Mình chích mũi thuốc covid đầu tiên á, thì mình triệu chứng nhẹ hết rồi chuẩn bị mà đi chích mũi thứ hai là bắt đầu mình ho trước nha các bạn, mình ho trước cả tuần rồi mình mới đi chích mũi thứ hai. Khi mà mình đi chích mũi thứ hai thì mình cũng nói với bác sĩ là trong tuần vừa qua đó, trước cái tuần mà chuẩn bị mình chích cái mũi thứ hai là mình có ho, mình có sốt nhẹ, mình có bị nói chung là ớn lạnh nhẹ. Bác sĩ nói không sao đâu, cái bác sĩ chích thêm thuốc cái dễ ho thêm nha các bạn, không biết bị gì nữa. Ho thêm, chích bữa hôm ngày 11 á, hôm nay ngày mấy rồi á, ho quá chừng luôn. Đó, không biết bây giờ mới hết nữa, đã vậy mình còn mua 1 ký hột dưa về mình cắn nữa các bạn. Các bạn ơi, thì hôm nay cái video mình sẽ dừng ở đây. Các bạn xem video của Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ, các bạn ủng hộ giúp mình một like, đăng ký và chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ và thiệt nhiều sức khỏe nha. Xin tạm biệt các bạn ở đây. Tạm biệt các bạn.